Xin chào cả nhà. Hải Anh vừa kết thúc một ngày làm việc và bây giờ thì Hải Anh đang ở chợ để chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối của mình. Các bạn ơi, dù có bận rộn đến đâu cũng đừng quên quan tâm tới những bữa cơm của gia đình nhé. Trong những ngày hè oi bức thì các bạn thường giảm nhiệt với những loại như kem, đá lạnh hoặc là nước mát giống như thế này. Nhưng hôm nay Hải Anh sẽ hướng dẫn mọi người giải nhiệt ngay tại trong mâm cơm nhà. Mâm cơm này chuẩn bị cho 5-6 người ăn và đầy đủ dưỡng chất và đảm bảo theo những cái tiêu chí của dinh dưỡng thuận tự nhiên. Đó là lựa chọn những thực phẩm theo mùa, theo vụ, phù hợp với cả cơ thể, phù hợp với cả thời tiết. Với mâm cơm giải nhiệt mùa hè, Hải Anh sẽ mang tới những món như sau. Đầu tiên đó là canh cua rau rút khoai sọ. Món thứ hai đó là cải hấp. Món thứ ba đó là cà báo trắng chấm mắm. Và món chính đó là chả trứng hấp nấm mèo. Nghe qua đã thấy tươi mát rồi đúng không cả nhà? Và bây giờ thì không cần chờ lâu nữa, hãy vào bếp cùng Hải Anh nhé. Với cái món chính là chả trứng hấp nấm mèo thì chúng ta có những cái nguyên liệu như sau. Đầu tiên đó là nấm mèo, nấm hương, hành khô, thịt xay, cà rốt, tôm khô và trứng đương nhiên rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi sơ chế nấm mèo. Nấm mèo có những cái tác dụng rất tuyệt vời cho sức khỏe. Ví dụ như là tăng cường trí tuệ, tăng cái lưu thông máu, tốt cho đường tiêu hóa. Tuy nhiên thì chúng ta cũng lưu ý hết sức khi mà chế biến nấm mèo. Ngoài cái tác dụng mà rất là tuyệt vời của nó với sức khỏe thì chìa khóa của tất cả mọi thứ đấy là chúng ta sẽ cần phải cân bằng, không nên ăn quá nhiều. Mặc dù nó rất tốt cho đường tiêu hóa nhưng khi ăn quá nhiều nó lại gây đầy bụng và có thể gây tiêu chảy. Bây giờ thì Hải Anh sẽ trộn đều tất cả những cái nguyên liệu ấy lên với nhau và sẽ bắt đầu cho gia vị để cho nó ngấm mắm muối. Nên sẽ cho một chút tôm khô, trứng hấp này mình có thể dùng tôm tươi cũng sẽ rất là ngon. Nhưng để cho nó đậm hơn, thơm hơn thì anh sẽ cho nó tôm khô. Tiêu. Một chút đường. Nước mắm. Trộn đều tất cả những cái gia vị đó lên và cuối cùng là thịt vào để cho nó ngấm mắm muối và quyện đều các cái loại gia vị lại với nhau. Trộn thật là đều lên để cho mắm, tiêu và đường, đặc biệt là tôm khô, nó đều lẫn cả vào thịt và vào các cái loại nguyên liệu. Khi đã đều, thật là đều các cái nguyên liệu và quyện lẫn gia vị rồi thì chúng ta sẽ cho lòng trắng trứng vào cái hỗn hợp này. Khi chúng ta cho cái lòng trắng trứng vào cái hỗn hợp này, chúng ta sẽ khuấy đều lên. Lý do tại sao mà chúng ta phải tách lòng đỏ với cả lòng trắng ra? Thì lòng trắng vào đây thì nó sẽ giúp tất cả những cái nhân này kết dính lại với nhau. Nhưng cái lòng đỏ chúng ta sẽ cho lên trên cái bề mặt bên trên. Khi cái trứng nó đã chín được tương đối và thành hình rồi thì cái miếng chả trứng của chúng ta nhìn nó sẽ vàng óng, rất là đẹp. Khi mà thịt với cả lòng trắng trứng đã quyện tất cả các nguyên liệu vào với nhau, chúng ta ngửi bây giờ nó đã rất là thơm mùi nấm hương, mùi nấm mèo, mùi tiêu và mùi mắm. Tất cả các nguyên liệu đã quyện với nhau rất là thơm rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho vào khuôn. Với một cái khuôn đổ chả trứng như thế này thì chúng ta sẽ cần quét dầu, quét mỡ vào xung quanh này để cho cái chả trứng nó không bị bám vào trong khuôn. Nếu mà chúng ta dùng cái khuôn chống dính thì chúng ta sẽ không cần phải bôi dầu, chúng ta có thể lót một cái lá chuối. Trường hợp mà không có khuôn như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể đổ chả trứng vào những cái bát hoặc là những cái đĩa sâu lòng mà miệng nó rộng á, thì nó cũng chín và tương tự giống như là một cái khuôn. Nhưng đến lúc đó chúng ta cắt trứng nó cũng sẽ rất là đẹp mắt. Khi mà cho vào khuôn thì chúng ta có thể dùng cái thìa và chúng ta dùng cái cách đơn giản nhất là đập cái khuôn vào xuống. Thì cái bọt khí ở phía trong khi mà chúng ta đổ vào nếu có, nó sẽ đi hết để cho cái miếng trứng của chúng ta sẽ chắc. Và sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái thìa để miết cho cái bề mặt nó một xíu. Và chúng ta đã có một cái khuôn chả trứng bằng như thế này. Sau khi cái chả trứng vào khuôn và mình sẽ lấy một phần để láng toàn bộ cái bề mặt của khuôn chả trứng này. Và bây giờ thì mình tạm để sang một bên để mình bắt đầu nấu canh.
với cái món canh cua rau rút khoai sọ, thì cái cách làm nước cua, nước tôm làm sao cho được nhiều gạch Khánh đã hướng dẫn ở trong cái clip lẩu bầu tôm rồi. Và bây giờ thì chúng mình bắt đầu đi cái bước đầu tiên của canh cua rau rút khoai sọ. Cái bước đầu tiên thì chúng mình sẽ cho một chút hành khô vào và phi thơm cái hành khô lên. Khi mà cái hành nó đã bắt đầu vàng thơm như thế này thì mình sẽ cho cái gạch cua. Gạch cua khi mà phi thơm cùng với cả hành như thế này thì nó sẽ tạo nên một cái màu rất là đẹp. Và bây giờ thì mình sẽ cho khoai sọ vào, đảo cho cái khoai sọ nó thấm đều cái hành và nó thấm cái màu của cái gạch cua vừa mới sao vàng. Lúc này thì chúng ta sẽ cho một chút muối, một chút thôi, bởi vì trong cái nước cua của chúng ta nó đã có nước muối rồi. Và bây giờ thì các bạn nhìn thấy rằng là khoai đã được bao bởi cái màu vàng của gạch cua, thì chúng ta sẽ cho nước vào. Đã đổ nước cua vào rồi. Và bây giờ thì mình tận dụng cái chức năng rất là đặc biệt của nồi Amway Queen, đó là nấu nhiều món trong cùng một lúc. Đấy là lý do tại sao ở trong mâm cơm giải nhiệt mùa hè này mình lại làm món canh cua rau rút khoai sọ với cả chả trứng. Bây giờ thì chả trứng bỏ vào nồi cùng với cải hấp. Và bây giờ thì mình đã đặt xong chả trứng và cải hấp vào trong cùng một cái nồi. Các bạn có thấy không ạ? Với Amway Queen thì ngay cả khi chưa lên mâm, chúng ta cũng đã chiêm ngưỡng những cái bức tranh thật đẹp rồi. Cái mâm cơm của ngày hôm nay khi đặt vào nồi Amway Queen làm cho Hải Anh nhớ tới tên một bộ phim, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Khi mà chả trứng nó đã được cái bề mặt xe lại như thế này thì chúng ta sẽ cho cái lớp trứng lòng đỏ thứ hai phủ lên trên. Khi mà chúng ta cho cái lớp trứng thứ hai chúng ta phủ lên trên bề mặt thì chúng ta nghiêng cái khay để cho cái lòng đỏ trứng nó phủ đều trên bề mặt. Sau khi mà nó phủ trứng hết cái bề mặt như thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục đậy vung lại để cho cái chả trứng này nó tiếp tục chín. Và các bạn nhìn thấy rằng là cái nồi canh khoai sọ, hiện tại bây giờ thì khoai sọ đã rất là mềm rồi, nhưng mà nó không hề bị vỡ. Cái này đó chính là đến từ cái công nghệ Opitem, truyền nhiệt nhanh, đều và tốn rất là ít năng lượng, cho nên là nó giữ cho cái cấu trúc của món ăn này được nguyên. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cho rau rút, một chút rau muống. Chúng ta có thể là để cho cái bát canh nó vừa ăn, không quá nhiều nước, thì chúng ta có thể đẩy cái phần khoai sọ lên trên một chút. Cái phần gạch cua này thì chúng ta có thể cho ở một góc, đậy vung lại và chúng ta thêm khoảng 8-10 phút cho rau chín tới. Món canh cua rau rút khoai sọ của Hạnh cũng đã chín rồi. Mùi rau rút thì đang rất là thơm, quyện lẫn mùi cua, và khoai thì vừa chín tới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi bày mâm. Cả nhà thấy không ạ? Chỉ với hơn 20 phút, Hạnh đã hoàn thành xong mâm cơm giải nhiệt mùa hè. Vô cùng ngon mắt, rất đơn giản nhưng mà không xuề xòa đúng không ạ? Các bạn ơi, quan tâm tới mâm cơm nhà chính là yêu gia đình. Và hạnh phúc thực sự trong gia đình bắt nguồn từ những mâm cơm nhà. Chúng ta yêu gia đình nhưng đôi khi không biết phải thể hiện như thế nào đối với những món ăn trong mâm cơm nhà. Hãy follow tất cả những cái công thức của Hạnh ở trong cộng đồng Queen Quốc Việt Nam trong cái series Gói chọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt.